Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Mai đi đón Lui ở trường. Thì ở gần trường học của Lui đó có một cánh đồng và một ngôi nhà giữa cánh đồng ấy có rất là nhiều ngựa, và Mai đưa hai con tới đây ngắm ngựa một chút. Bác chủ vừa tới nơi, Mai có hỏi bác ấy là cho Mai cho phép Mai quay nhé, bác ấy đồng ý đấy cả nhà. Cái xe của bác ấy chắc là hỏng hay sao, thấy nó không có nổ, thấy bác ấy đang đè mà nó không có nổ. Nhanh chân ngựa kìa. Là la, trời mùa thu lạnh quá cả nhà ơi. Bên Mai mùa đông rất là lạnh. Đấy, ở vùng quê thì lúc nào cũng có đấy, nó rất là tình cảm cả nhà nhé, nó không có sợ mình đâu. Ở cái gì mà thở ác thế bạn? Nó rất là gần gũi nhá. Thích không? Thì Mai hôm nay đi đón Lui, cách trường học Lui khoảng 500m đấy cả nhà. Thì Mai thấy có một nhà có rất là nhiều ngựa đó. Hay là Mai xuống Mai quay. Cả nhà thấy không? Ngôi nhà ở giữa cánh đồng này. Tất nhiên là có người ở. Mai không quay kỹ nhà họ đó. Vì là bà chủ ở ngoài tiết kia kìa, đang chạy xe ra chắc là cho ngựa ăn đó. Mai thấy có cái xe ô tô đi vào kìa. Nhiều ngựa quá ha. Sống ở đây 4 năm quanh không có một ai cả. Đó, có hàng xóm thì rất là xa nhá. Rất là bình yên. Đây, xe của Mai thì đỗ ở đây. Mai quay một vòng cho cả nhà xem. Wow. Những chú ngựa thảnh thơi ăn cỏ, rất là bình yên. Như sao có những chú ngựa thì không có mặc áo ấm này, còn cái bạn này thì mặc áo ấm này. Bạn này không chịu đổ lạnh ấy cả nhà. Giống Mai. Mai thấy hai bác chắc là cũng lớn tuổi rồi, đang đi ô tô ra cho ngựa ăn này. Bác ấy nói nhá mà con ngựa nó hiểu kìa. Tài không? Tất cả ngựa đi theo bác kìa. Cả nhà có thấy không? Đó, thấy cái xe đang đỗ ở kia không? Đó. Thấy bác gái bác ấy nói mấy câu mà rất là nhỏ nhá. Thế mà con Mai nghe phải lắng tai mới nghe được. Thế mà con ngựa nó nghe được kìa. Đó, tất cả ngựa cùng đi vào chuồng để ăn. Đúng rồi, Mai nghe bác ấy nói rất là nhỏ. Cả nhà thấy không? Rất là nhỏ nhá. Thế mà ngựa nó nghe được hết kìa. Poisson rắn. Bác chủ nhà kêu là cái cây gỗ này 300 năm cả nhà ơi. 300 năm. Chắc là cái nhà của bác ấy chắc là cũng phải hơn hơn tuổi cây gỗ này ấy. Thấy rất là cũ. Đó, ông bà cô chú thấy không? Lui với lại Khe Mòng đó, hai thằng ra khỏi xe xong rồi trốn đằng sau cây. Cây quá to đó, to chưa cả nhà? 300 năm. Lui. Il a 300 ans. Bonjour. Il a 300 ans. Long. Oui. Allez. Va courir avec cheval. Il est où? Il a couru. Xe của bác này bị hỏng rồi cả nhà. Cái xe này thì chắc là bác cũng chỉ để ra cho ngựa ăn thôi, mang đồ cho ngựa ăn hay sao ấy, hay là ra đồng thăm ngựa thôi đó. Bác ấy ra vừa gặp Mai cái đây. Xe quá cũ gì đây. Ra gặp Mai một cái là nó bị hỏng luôn rồi, nó không có chạy được nữa rồi. Bây giờ đè không có nổ đây cả nhà. Ok, Mai chỉ chia sẻ một chút cái phong cảnh bình yên ở Pháp vào cuối thu. Một chiều thứ sáu vào cuối thu rất là bình yên nhưng mà rất là lạnh. Cả nhà có thể nhìn xa xa ở trên núi không? Mình có thể nhìn thấy tuyết trắng trắng á. Đó, cứ nhìn cái chỗ trắng trắng đó là tuyết đấy cả nhà. Hai anh bạn ấy đang muốn
cho ngựa ăn. Oui, tu peux donner à manger à cheval? Cherchez une lave. Allez, oui. À, hai bạn đang lấy cỏ để cho ngựa ăn đấy. À, hai bạn đi chỉ muốn cho ngựa ăn mà sợ bác chủ không đồng ý. No, il peut, tu peux donner à manger, bây giờ. Đó, đó, anh muốn cho ngựa ăn mà anh ấy sợ bác chủ không đồng ý. À, con ngựa đã ăn quả. Ê, y mong là con đợt tiên là. Đó, chú bác, y mong, y mong, y mong. À, nó. À, bác gái, bác ra, bác gọi. Ui. Ui. Đó, à, mai vừa, Lui muốn hỏi bác là có cho ngựa ăn được không ấy, nhưng mà cái... những cái ly này đấy, nó là có điện đấy cả nhà. Mình mà tút, mình mà chạm vào là nó giật đấy cả nhà. Đây là, đây là có điện đấy cả nhà. À. Oui, 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 oui. No, 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 don't pas passer la électricité. No, 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 no. No, no, il dit non. No, il dit non si on fait pas. Oui, passer la électricité. Allez, allez, on marche et fait attention. Allez, tu fais bien bien dans le zap là. Et joue arrête pas. Mes chaussures. Non, joue pas ça. C'est pas gentil, lui. Oh, non, 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 tout c'est pas. Fais attention. Il crie. Non, il dit tout c'est pas. Tu sais, j'entends lui. Oh, oh, bạn ngựa dễ thương chưa? Ok, on y va. Ok, on y va. Ok, on y va, les enfants. Ê, les enfants, parti. Thế Lui còn nói sao nhỉ? Ok, on y va. Vous avez foi? Un peu, oui. Oh là là, Mai đã đi về rồi. Mấy con ngựa của nó đuổi nhau, nó chạy rất là nhanh. Oh là 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 là. Như là đua ngựa vậy đó. Vừa về ngồi lên xe nhá, là tất cả những chú ngựa này chạy gọi là hai bác lớn tuổi rồi cả nhà. Chắc là hai bác sống ở đây hoặc là ngôi nhà của bác lâu rồi đấy, chắc là chỉ để nuôi ngựa đấy cả nhà, tại vì là mình thấy bên ngoài rất là cũ, có thể là họ không có ở đây. Không biết là đây có phải ngựa ngựa nuôi để đua không, chứ Mai nghĩ là quá nhiều. Một người mà mua nuôi ngựa chỉ để chơi thôi thì thấy nó quá nhiều. Ê, đang không? Vô quay xong cua ghi hộp á? Ê, Amy! Ê, Lui! Ở bên Pháp này thì đất rất là rộng cả nhà, và người thì lại thưa. Tất nhiên là những thành phố lớn đấy cả nhà thì là rất là đông. Nhưng cơ mà nói chung ra là ở Pháp ấy, dù ở trên núi hay ở dưới đồng bằng, núi họ chỉ ở gọn ở một chỗ đâu mà họ cũng ở rải rác rồi đó. Nên mình không có cảm giác như là bị trống vắng nhiều ấy cả nhà. Còn đặc biệt là đường cao tốc ở Pháp thì không bao giờ có người ở nhá. Không bao giờ có người ở, họ có cái đường cao tốc riêng. Ok cả nhà, hôm nay thì Mai chỉ có muốn chia sẻ với cả nhà một chút về cảnh thôn quê nước Pháp và những cái ngày cuối thu ở Pháp. Thời tiết rất là lạnh, trời thì âm u từ sáng đến tối, không có ánh nắng ấy cả nhà. Và rất là bình yên. Ở đây thì đó, cả nhà có thể ngắm ngựa, ngắm những cánh đồng rất là thương người dân, nhưng mình có một cảm giác nó rất là bình yên, rất là trong lành.
Ok, bây giờ thì cho Mai xin dừng video ở đây. Mai lạnh quá đấy, môi Mai thâm lại rồi. Ok, giờ cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ để cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.